Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Thì bữa nay thì mấy chú đi dỡ cái cầu của anh Tây Nam, rồi đem về kinh anh hát thay ba cắt hay quý vị. Đây là cái cầu này của ban ấp Dư, các cầu mới Dư chia lại cho bên từ thiện 20 triệu, phần 20 triệu đó của anh Tú, anh Cúc Thu cho. À, đây chú khán giái. Nam mô Di Đà. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11. Đất đai ở đây cho tôi chứng kiến dỡ cây cầu cho mau lẹ để về cách bên HP3. Nam mô Di Đà Phật. Đất đai chỗ này cũng về thuộc xã Vĩnh Điều ha, các gì? Xã Vĩnh Điều. Cái cầu này bự lắm chứ mà có cái 6 kiểu. Con thấy đi làm từ thiện. Bây giờ con thấy mấy chú già không mà trẻ quá ta. Trẻ nó lo làm kinh tế. Chú ơi, rồi, cho con không vắng thấy rồi. Giờ đó giờ chú đi làm từ thiện không chú? Thì đó giờ đi làm năm nay cũng 9-10 năm rồi, làm hoài vậy đó. Mà cái sự kiên trì làm từ thiện này sao con thấy tuổi già không ạ? Bởi vì cái tuổi trẻ thì nó lo làm kinh tế, xịt sọt rồi nuôi gia đình, còn mình già rồi mình ở không mình cũng có kinh tế được thì mình nên đi làm chuyện xã hội. Dạ, nhờ cái động lực gì mà chú đi làm từ thiện hả chú? Coi như mình lớn tuổi rồi, mình đi làm từ thiện kiếm số vốn sau đi về quê. Bởi thầy nói làm hết các chuyện từ thiện hả chú? Đúng. Dạ, quyết sửa tấm lòng trong sạch như nhơ. Biết làm tất cả mọi chuyện từ thiện. Dạ. Rồi, vậy đó, ở đây thì nhờ động lực có được mấy chú lớn tuổi là chủ huy ha, chú Ba Hữu nữa. Sao vậy chú lớn tuổi, trẻ thì lúc nào rảnh thì đừng thấy được đi. Tại vì mùa này là vô vụ rồi. Mấy đứa em trẻ nó hiếm quá. Dạ. Thằng Tú đang chạy qua kêu lính đó, nên Tú kêu lính sớm sớm để nó chạy qua chắc nửa ngày quá. Chú Năm với chú Hai á, chú Năm chú Hai. Chú Sáu với chú Tư. Còn thấy chú Sáu năm nay nhiều tuổi chú Sáu. Ông đẹp trai đây nè, mở cái đầu bạc mấy à. Năm mấy sao chú? Con thấy chú già mà. Già trước tuổi. Vậy là sáu mấy nè. Sáu mấy vẫn đi làm từ thiện nè. Một năm chưa đi. À, quý vị cũng thông cảm, mấy chú già thì được gánh gan, có con lo chuyện gia đình. Còn những người trẻ bây giờ thì nói ngay gì sự sống là vợ là con, cho nên rảnh giờ nào tiếp như nấy. Thường thường thì mấy chú trực tiếp là mấy chú lớn tuổi đi đốn cây cũng mấy ông lớn tuổi không nữa. À, được hai chú trẻ rồi, một hai anh mừ đón qua nữa. Tài ơi, ta nấu hoành tráng nắng rồi chú ơi, chị mừ đậu nấu hoành tráng nắng rồi. Thôi, em mấy chú mà vô hướng này mà đốn cây cái gì cứ liên hệ với chị mừ đậu với Nhã là nấu lo ăn hết. Bề ngang hai thước chứ, cầu này cũng hai thước mà. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Gì tạm biệt cả nhà, quay sơ về mấy chú đi mằng từ thiện chúc cho cả nhà coi nha. Ở đây thì vùng Kiên Giang, vùng sâu vùng xa thì hiếm người đi làm từ thiện, tại vì công an việc làm ít dân số. Còn ở ngoài An Giang đi làm là mấy chục người, nhất là vùng ở Thốt Nốt với cánh Minh Hòa Lạc á, thấy trẻ không đi làm mấy chục người. Ở đây chừng 10 người, mười mấy người là dữ lắm hay cái gì. Bây giờ mấy chú đang chuẩn bị gáp cắt cầu. Ông chú Hai xích qua đây cái giò chú Hai.
Đây là cho cầu nha. Ờ xuống từ từ với em á. Ủa sao dài quá à, cái chẹt vừa này mấy chục mét ta thằng phải không sao? Cầu này dài lắm đó. Viên chút ơi, đang làm cùng viên đây. Đội dỡ cầu, đội các cầu cô bác Khoa Hữu nha, bác Khoa Hữu Vinh Gia, các băng Vinh Điệu. Thì nhà chị mừng đậu thì nấu cơm mà lại đang ăn. À, này em gỡ ra để chết luôn. Ủa nó dài quá sao vừa chẹt tú? Vừa chứ không? Để dài ra hả? Nấu nó dài ra. Này muốn 4 khúc mà khó gáp. Mèo đang cắt lần 3 mà khó gáp. Thì giờ muốn cắt lần 3 nè, để gì xuống rồi cắt nè. Lần 4 luôn. Cắt nhiều quá nữa hàng lên nhảy theo này. Không biết dễ hàng thì mau có cái em đưa lên nó ngay khớp. Tôi thấy cái cầu này nó xấu là có bơ đó là hàng ngay em chứng trước ta hàng không ngay khớp. Kéo rồi. Kéo không? Dạ, cầu em ra cầu chỗ nào vậy? Anh tên HT3. Ủa Vũ Linh bộ cần để gì chạy đó Vũ Linh. Xong. Tại để gì rồi sao? Ơ à, nó làm không nổi đó chứ gì hả? Bảo nó chạy lâu quá rồi. Ủa chạy đường lò bơm đó hả? Mày đi đường nào? Đi kinh đó xong đi kinh nè. Nãy lên kinh HT3 hả? Nãy đi kinh nào à? Dạ. Sao mày không chạy vô tới T5 vô đây luôn? Dạ. Qua bán kìa. Qua bán kìa xong. Nếu dây chứ gì? Cột dây qua cái cầu bên đây nè thầy. Cột cầu trên kìa xong. Cái cầu này đem qua đó mấy ông mà nguồn đó mừng. Cầu này chớ phân phà phà luôn nè, chạy trong đa chớ phân phà phà luôn. Mình ăn cơm nhà chị Mừ ha, chị Mừ đầu. Rồi mấy kia mấy người về ta? Về không nè. Ủa đội mình có nhiêu đó hả? Anh Mừ đậu nè không biết hả? Ông mà đâu hả? Tôi mà nữa, ông mà đâu chứ. Qua anh hoài mà không biết chứ. Mà nữa. Đâu nữa. Hai, tôi nói hai cặp này sát nhau làm từ thiện dữ lắm à. Anh ba nè, vô đây cắt cầu bên đây nè. Thì chú ba bắt ba hủ thì khỏi nói ông rồi, ổng là sức trưởng. Năm có năm rồi chứ anh quên.
Chú ba là ở An Giang nha. Nhưng mà ông là xích trưởng ở đây. Trong này nè. Trong này nè. Thôi hai chén rồi, múc hai chén rồi. Bên ổng có hai chén vậy. Thì đó cái đường này chưa chấm dựa. Bây giờ em vô nghĩ là cái gì vậy? Lúa Nhật có giá đổ rồi bờ lộ có bao nhiêu vậy nè. Cài cho lúa luôn. Trong này. Có về bớt ra mấy người nó mới ăn hả? Có nhiều đó. Đâu có về đâu. Qua này lúc nguyên à. Lúc nguyên về cái gì à? Nguyên về. Cháo đang còn kìa. Bà. Để sách cháo ơi. Trước mạnh này, nó nghe. Trời đất. Quế Nam nó gạt, ông muốn rượu gần đây.